Sáng mai là ngày đầu tiên đi ra ngoài biển chơi. Đây là chiếc tàu để một hơi đi lên đây để đi ra ngoài ngoài đảo chơi. Ở đây là mấy người ở trong nhà đang chuẩn bị đi ra, mà sao chưa ai thấy ai đi, còn lâu quá chừng luôn. Giờ trưa lên nắng gần chết, nắng nóng quá. Are you ready guys? Live stream. Live stream này nổi tiếng không có được đâu nha. Không, không có nổi tiếng, để có mình nhà mình coi à, đông quá gì. Không, 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 ba không biết xác 500 anh em đâu. Ra, ai đi đi ra bà con, Mẫn Đạt ra con. Nè đi ra đi từ từ. Đây là Nam Mẫn Đạt thứ hai. Rồi. Còn đây là Thi. 12 người thôi à, đừng đi nhiều quá, Huy 12 người ổn mở định. đây Đen có nhỏ. Không? Phá Hạnh, sao mặt nhăn nhăn. Andy có đá không? Mọi người đi chơi đi. Mặt nhăn nhăn. Nhăn nhăn. Ừ, chị hai đứng bên kia sao xách đồ nhiều quá kìa. Rồi đây là Thi kêu Vi Vi hoài mà không chịu đi lên. Rồi tối chiều rồi đi nha. Còn ba người kia là lắc đi bằng xe. Rồi. À, nãy Ngôn nó nói chị ba live stream hả, nó ờ live stream đấy. À, đừng có thác vô 500 người bạn của ba nổi tiếng dữ lắm á. Ngồi nhà bà coi bà khóc. Không, mình đâu có live stream đâu. Quay thôi, lúc nào thích thì để, lúc nào không thích thì cắt. Giờ là đang đi ra để đi nha, đi ra biển. Ôi trời. Cái gì con trai? Quay chừng té cái bầm khá là cái gì? Hả? Nước này very deep con trai. Cái này là thuyền trưởng nha. Cho mày chết mày muốn like chưa? Ba không biết coi. Khoan từ từ để tắt nè. Thằng đấy như con nhỏ kia ra luôn đã. Đây là hai con nhỏ này nó đi chậm rì à. Hai cái con nhỏ hoa hậu. Hai con rồi, chuẩn bị xong nha. Giờ chuẩn bị mình đi lên tàu. Ok, chút xíu quay lại tiếp. Tạm biệt khán giả. Tạm biệt khán giả for one second. Cho Mẫn Đạt có cái áo bao nhỏ. Bị chéo mỹ kìa Lưu Thi. Ở trên vai nó kìa, sao bị chéo dữ vậy? Bây giờ là mọi người lên tàu hết rồi nha, đang chuẩn bị đi ra ngoài đảo. Không sao đâu, nóng rồi đi ok. Đi hồi nãy không lên cho mẹ con kìa. Đợi ngược lại Mẫn Đạt, đợi ngược lại con, đợi ngồi kia nè. Rồi,
Nào vô kìa. Nóng không ai? Này giống như là mấy người mà Nike á, bông mì Nike á không? Người là chiên ốp rồi không? Mình tới ra tới đảo, mình đang chuẩn bị xuống để mình đi bơi nha. Giờ mình tới để đi xuống. Muốn đạt bơi gì hai? Đi đi lại với hai đi con. Dì hai đổi con xuống. Ok, 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 cao lắm chị con. Mấy mẹ con sửa xuống, xuống, sau đâu nó nhìn mất mẹ. Điều. Rồi, xuống đi. Em bé đi đâu? Không sao, không sao. Có chị. Nè trai coi okay, em bé. Ông tôi vẫn đặt xuống rồi phải không? Từ từ con, nó sợ bắt má đó. Ở đây lâu không? Lấy mấy cái mua lại xuống đi. Ok. Giờ đi qua bên kia rước tiếp một số người, một nhóm người tị nạn. Vẫn là con không có đi theo em đi đâu. Nón đồ ra lấy chị nó bay á. Rồi chơi cho con, má đang giữ. Má đang giữ. Chơi không? Chơi em. Chút xíu thôi chưa tới, chừng nào tới mình kiếm cho má lại chơi. Nè con cầm đi chứ. Ờ xuống đi chơi đi. Công tình đó. Ok rồi tắt. Để tắt
Thằng làm này đó. Không, mình lên đây cho, lên đây trước. Ở đây mình đi ra tới bãi biển, thường thường mình đi ra ngoài đây mình chơi nè. Mà bữa nay yêu cá chết lên đây dơ quá chừng luôn. Yêu. It's a lot. Trời ơi, nguyên một cái bãi biển luôn nha. Trời ơi, cá chết nè. Quá chừng luôn á, hình như là bão nó lên đó, nó bị lên đây hay gì á. Hay là cá này bị coro nè, gì đó không biết nữa. Trời ơi, cá này nó nằm nó chết lăn lóc. Ghê quá à. Nhiều lắm đó, nguyên một bãi biển vậy không à, cho nên không có tới đây tắm được, dơ quá à. Lại đây nè, coi nè, nhìn nó nằm nè, ghê chưa. Cầm tay ơi, cặp cho nó ráo nước một xí vậy, rồi má xử nó sao không để đâu. Nước đây đi đấy nha. Đúng rồi, đeo đây nha. Không không, mình chưa chơi. Chưa chơi để kiếm chỗ nào không, cá không có chết cho con. Cá chỗ này dơ lắm. Bớt khét lại. Mẹ nói được rồi. Bớt khét lại mẹ nói. Bớt khét lại. Dạ, chỗ này cá chết nhiều quá. Mình không có chơi được. Ở đây. Giờ mình đứng ở đây là mình đợi chiếc tàu của mình tới để rước mình đi qua chỗ khác cho sạch sẽ hơn. Để chơi cho con nít nó tắm, cho cái thằng này nó tắm đó nè. Press the record button. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Thank you very much for reminding. Sometimes cũng quên đó, sometimes phải nhắc gì ba vậy nha Huy. Press the record button. Ủa mấy người đó sao nhìn đông quá vậy ta? Cái chiếc tàu đó là đang đi tới là nhà mình. Tàu mình đâu có màu đỏ. Đúng rồi, cái đó đó. Thằng Nam ngồi đó phải không? Đúng, thằng Nam rơi hiếm. Ủa, thằng Nam rơi hiếm. Tàu nhìn khác liền cái rõ luôn. Tàu tròn quay tàu này mũi nhọn. Ủa, vậy chắc này không phải. Nó lộn rồi, nãy giờ quay lộn. Con thằng đứng dưới nước đi. Con má, đứng dưới đây cũng được nè con. Đứng đây nè con. Đứng đón tàu vượt biên. Đừng nói nữa, đi cầu luôn. Đi cầu chứ quên nói đi cầu, nó lộn nha. Đi cầu luôn, mình đứng đây mình đợi thêm. Okay.
are literally on top of the hill. Em đi lên chơi với Văn Đạt rồi con. Nam. Cá chết nhiều lắm. Phải cá chết quá trời. Bây đi lên tàu nè. Em thay đi lên đi. Ngồi chơi đi con. Giờ tới phiên mình bơi nha. Mày có muốn on air không? Hả? Mày có muốn on air không? Không. Không. Cái gì thế? Ông mang mua vé mà sao quên đem ra? Ông kêu xuống tới đây luôn á hả? Tự nhà để túi ở trên nhà. Xuống dưới ra bơi kìa con. Đem đồ chơi em dẹp đi xong rồi chút xíu ra chơi tiếp. Đi bơi đi. Ra bơi rồi chút xíu lên ngồi chơi cát đi. Ô mẹ đi bơi nè Vi ơi. Let's go swim. Vi yeah, let's go mẹ swim. Đi bơi nè Vi, bơi đi nha. Vi có đem dẹp cái này không? Đi bơi. Thôi biết rồi. Chút xíu mình trở lại mình chơi tiếp con. Đông quá rồi, vừa nói con này, vừa nói vừa đông quá rồi, ok. Mấy con ghe ở bụng lại á. Em mới sao đem theo cái noodle á? Ha. What do you mean it's different? I had that since I was before you were born. That you didn't have it. Okay, I had it. Look, kìa, anh đang nhậu, look, kìa. Whoa. Bây giờ là đang tới chọn cái cầu ghẹ, mà cái này là cái cổng đi vô nè. Mỗi trả tiền vô cổng á, trả tiền người hay là tiền xe gì đây không biết nữa. Đợi chút xíu tới mình coi, để coi nó nói gì vậy ta. Chạy 5 giờ. Ờ. Để mình tới mình coi. Trời, có người nhiều người ngồi trước câu nhìn cũng vui ghê kìa. Ở ngoài cái đường á cha. Thì chỉ cái đường này chỉ câu thôi. À. Ồ, đi vô đây là nguyên cái con đường này là câu thôi á, câu cá với lại hơi mình coi rồi. Câu là đúng rồi. Câu cá câu ghẻ thôi chứ không có đi. Nhưng mà chưa chắc là hôm nay mình câu được gì nha cả nhà. Tại trời mưa sắp tới rồi. Tại vì cá đã ra đi, một bị bão. Ủa, sao lâu vậy ta?
hay là nó tính tiền người á, mà hiểu không? Cái xe nó quá là đông rồi. One, seven. Giờ mình tới mình trả tiền nè. Gonna pay for so to get in. How does it work? We just go visit. 1 hour. $21 for 1 hour. $321. So we're gonna stay here. 1 hour. Oh, just 1 hour. Okay. We pay for two cars. The car in the back, behind us. How many from this one? We have 3 adults, 3 kids. 2 adults. Adult and 1 car. Oh, nó có kìa, fish in kìa. Cái này mình đang ở trên Skyway Bridge. Cái chỗ này giống như người ta câu cá đó, mà mình không có câu cá, mình chỉ chạy vòng vòng coi thôi. Câu ghẹ nữa. Câu ghẹ, có ghẹ nữa. Nhưng mà tối mới ra, nghe 8 giờ ghẹ nó mới ra. Từ 8 giờ cho tới sáng. 8 giờ tới 4 giờ sáng. Rồi, nhưng mà bây giờ nó cho mình chạy vòng vòng chưa coi vậy thôi. Coi cái cầu này. Thank you.
đúng. Ủa nãy giờ chưa quay gì hết. Ok, this is bác Hạnh. This is Daniel. Yeah, hello. This is Wee Wee. And this is Nami. Nami. Look at him trying not to laugh. Yeah, you don't have to look gangster. You look like. Wow, lên đây có rainbow nè. Cầu vòng. Cái gì vậy? Bóng đá thấy cái bờ big ship không? Cargo ship không? Có mua bé gì chưa? Đây có mồi. Có mồi hả? Ồ, thả xuống đây câu nè Mẫn Đạt. Giữ gốc câu nè. Quay cái gì dưới? Là cá mồi chuẩn bị giỡn nó lên đó. Ồ, ở dưới đây là cá. Lấy cá này. Cái này là cá đó. Cái này cá ở dưới quá chừng luôn. Về lưới lên để làm mồi. Để lát đi. Pro. 10 million views right here. Please like and subscribe. Quá nặng luôn á, quá nặng luôn. Trời ơi, quá trời cá lên nặng luôn rồi kìa. Wow. It's nothing. Chưa có con, vài con, vài con. So many, oh my god. Coi chừng nó chết. Chết rồi. Mấy con được mấy con? Hai con. Không sao, cái đầu tiên, cái đầu tiên. Được hai con nha. Ở dưới cả bầy nhưng mà mình lưới cái được hai con. Bắt chai quên hồi xưa nhớ đợt mình đi mình cũng quăng, mình cũng đem về mớ làm kho tiêu kho gì đó. Quá chừng luôn, kho tiêu nguyên một nồi cho bá lửa. Tại vì cũng live stream đó. Mà ăn không được á. Không, giờ lắm con đụng lắm. Giờ nó hồi lắm, nó hồi lắm. Ra đây chụp hình. Nãy nó là mấy bà con đẹp. Giờ ra đây mặc gì đây? Có ăn khác tao không? Đúng rồi, mình nói mặc bé quá. Ôi trời, con làm tiếp hả? Làm tiếp. Đâu. Quay. Còn con nó đâu, bỏ đâu rồi. Không sao đâu, chú. Chứ gỡ sao để cho nó bị chơi. Tại vì nó sầu quá, không sợ. Quay mày. Quay nó đâu. Nè giờ bắt đầu mình lấy tiếp nha, mình lưới tiếp. Đã lại làm tiếp. Cầm. Nhiều quá kìa, thấy xuống. Nhiều lắm, ở đâu cũng có hết trơn luôn rồi con. Đó, giờ đang thua là cái kỹ thuật mình á. Đó, kỹ thuật kìa chưa? Đó, ghê nè. She have 12 pro. Đừng đâu, I don't want to drop the phone. Yeah, 12 pro. Ủa, chưa bỏ xuống nữa hả? Làm ta đứng ta canh nãy giờ cái thằng này. Nó nói ai chim làm gì? Hay đúng. I don't want to drop, yeah. I'm scared. Anh khóa xe mình lại luôn. Bổn phận anh vừa khóa xe vừa coi Mẫn Đạt đó.
để em live stream. Đó nè nè nè, nhìn pro nè nha, nhìn pro nè, thấy không, rung 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 tay biết pro rồi đó. Whee! Đó giờ mình kéo lên được hai con nữa nè. Lần này không có con nào luôn. Mấy con nào chết rồi gỡ dục luôn nha. Vì dù con nó có con mấy đứa bè để ở ngoài để làm gì đỡ chết. Này đủ kho tổ không? Đủ. Như đây kho được mà. Được nồi. Này thôi con đứng chung chụp với em tiền tắm đi cho nhớ ngày mốt hai đứa nhớ rồi rồi chơi nhau anh đi mày đi chơi đi không không có chụp nè mày mau hiếu y lại chụp hình giùm hai thằng kìa nè bà mày come on bro đi đi anh đi come back here. Nè, giờ cho Dũng đặt móc nè. Kìa, kìa, cầm cọng cá móc vô. Con... móc vô cái hút kìa. Cho con móc. Chỉ cho nó anh. Chỉ cho nó. Cho con móc vào được không? Cho con móc được luôn. Được luôn. Em nè, con móc cái hút này. Nathan, you móc cái hút này. Mấy cá chết. Móc vô. Lấy mấy cá móc chết. Móc vô vậy nè. Okay. Móc vô đây. Nó sao nhỏ lớn nó biết mà làm nè, bao giờ đâu nè. Mà con nha. Nào. Wow, it's a fish. Con so đang còn mắt nữa nè. Có móc gì? Rồi cũng được luôn. Móc vậy hả? Dạ. Con mắt con mắt hả? Đâu cứ hình bỏ ở dưới là nước nó nước nó đi rồi. Con móc ngay người nó nè, nó chắc hơn. Lúc này swimming. Are you ready? Yeah. Rồi, ok, bỏ xuống, đặt. Bỏ xuống ha. Cũng đặt với Andy bỏ xuống ha. Dạ. Nè, you come over here. Come over here. Nè, xuống cầm. Rồi, bỏ xuống. Cái này mình phải làm vậy nè, mình phải làm vậy nè, quăng vậy nè. Hai đứa nhỏ đâu có quăng được. Không có quăng nữa. Đừng cứ cho nó cầm, okay, nó cầm rồi đi luôn á. Bây giờ mình không cần quăng đâu. Lui thả xuống ha. Lui đừng cho nó cầm nha. Để thả xuống là mình phải bắn cái này xuống nè. Ui á, nè cầm, look. Nè nhìn kìa con đạt thấy không? Đứng đây nhìn nè, come here. Đợi cái chứ. Rồi. Thả đi nè. Rồi, ngồi thôi, được rồi, để nó đi. Đợi đó, đợi cá cắt tới ăn. Để cá ăn luôn. Wait for the big fish. Eat it. Big fish? Big fish. We don't eat small fish. Yeah, big fish come and eat the small fish and they get in the hook. You see Nathan? You hold this. Nathan, con cầm này nè, con cầm cái cây này cầm chắc lên, hai đứa cầm chắc lên. Chừng nào mà thấy cái cần câu mà nó quặp xuống vậy nè là con cá nó ăn. Ok? Okay, let's work together. Yeah. Wait. Come on, big fish. Fish is alive. Come on, big fish, we are there. Eat me. Mấy con nhỏ fish nó thích ở trong bụng big fish.
Con ba. À hả, biết 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 hả? Biết cho vui. Big fish như shark eat big fish rồi. Đúng rồi. Con mã đây à hả? Rồi xong cá heo phải big fish với con shark à. Cá heo phải với con shark à. Hay là cá, hay chắc nha, coi chừng big fish nó ăn là nó kéo luôn cần câu của mình đi luôn á. Dạ hay là cá mập mà hay có cái mũi kiếm á. Hả? Nó không có hay là cái cá hay là cái cá mập mà hay có cái mũi kiếm á, nhọn á. Cái đó là cái gì? Cá kiếm. Dạ có thể đánh nhau với shark được. Rồi, dạ. I'll give $1 to whoever catches fish. Video này đi một người nữa. Ok. Rồi đó thôi mà mang hai cái bắt kiến bự chẳng. Are you done? Vi ơi, hi. 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 Don't worry, I got the extendo. Oh yeah. What are you doing? Do we need more I'm charging picture? Her phone right now. Oh. He is the Oh my goodness. Okay. Where you get electric from? From Joe. My purse. Oh yeah, look at that. Look at them taking pictures. Behind the scenes. Có trăng luôn. Ok, vậy thôi nha. In 600 feet, make a U-turn. Mấy con này nó quái, tại mấy con này nhỏ nè, không có xương nữa.
cái này cá này làm nước mắm hết sảy luôn các bạn. Mấy người làm nước mắm á. Cái này câu lên tao tìm lại nào. À nè, bữa nay mình đi ra biển xong rồi mình bắt ốc. Con nào con scallop con này ha. Con dài dài á, cắm được. Được hai con scallop nha. Rồi không, đây là được một con ốc này. Trời ơi, buổi trưa có mấy con. Con ở đây bự nè. Bên nào này. Cá này bự luôn nè. Bự chưa? Trời ơi, cái này về ăn đã luôn. Hồi nãy mình bắt ốc rồi, giờ mình về mình nướng nha bà con. Nè, nguyên thùng nè. Hồi nãy ngoài biển đó, giờ về đây nướng nè, ngon chưa? Mấy con bự bự không nè. Wow, ngon chưa? Bớt lửa không? Bớt lửa. Ngon chưa bà con? Nguyên thùng luôn. Thấy không? Quá trời luôn, mà bắt có chút xíu thôi nha. Nè, đây là thủ phạm đi bắt nè. Sao thủ phạm? Còn người này giờ về nướng. Thủ phạm rửa, rồi nó la lưỡi, nhà cắt rồi. Hôm nay đi bắt ốc. Nè, con này là bắt giỏi lắm đó. Hồi nãy bắt rách nguyên cái áo luôn. Chị hai mới bắt giỏi. Đó, đây. Thì áo rồi. Thì rồi, có gì mình ngày mai á bà con đi bắt á cái mình xuống mình video tiếp. Rồi. Rồi thôi đi vô. Đây là thành phẩm nha. Cái này là ốc đã nướng. Ủa cái này là gọi là cái gì? Cái gì đã nướng clam rồi đã nướng lên rồi nè. Hồi sáng mình đi đó, giờ là bắt đầu xơi thôi, tham tôi ít vậy thôi. Rồi bây giờ tới nơi rồi nè, ai cũng nhảy xuống hết. Mấy thợ bắt ốc hôm nay tới dẹp rồi. Đội bắt ốc đâu, giơ tay lên, giơ cao lên. Are you ready? Hôm nay thả bắt ốc đình công rồi, không có làm việc. Hey Nathan, hey Andy. What are you playing? Monster truck, yeah. Run under the water, the ocean. What is your way, Andy? Chiều nay mình đi ra cái pier mình chơi tiếp nha. Giờ mình đang đi tàu, mình sắp sửa đi lên đi cái pier. I sure did.
Các bạn để xe lên đây không? Xe nào đem đi xe? It didn't work. Xe hả? Thôi, để nó lên. Let it wait. Đem đi biển chạy. Đem, làm gì vậy? Chicken that. Bây giờ lên mình ăn kem rồi mình xuống mình đi biển nha. Okay. Lên ăn kem, Lên nguyên cái bóp của tao nặng quá. Oh, oh, hiểu gì, hiểu gì, hấp ăn, hấp ăn. Hey Annie. Y'all are both ugly. Okay, cái ba kìa. YouTuber kìa, YouTuber lọt xuống là mình mất hình hết. Mất hình. Oh, yeah, tao chỉ right. Sợ mất hình của tao thôi. Yeah. Đây đây không. Gonna miss our content. Oh, oh. Andy, hurry. Đây, đây con nè, đi lên đây nè. Đi thẳng vào đây nè con. Đánh tại ra. Đánh nó ra nó hò. Tức là con đạp lại đi luôn con. I don't know. Cái này cái nhà hàng mà. Okay. No, this way I think. Hello Nathan. Kiếm chỗ đậu xe đi. Post office. Này là cái đường đi biển chơi. Chiều mình lái xe vòng vòng đi biển. Bắn đàn ngồi ở đây chơi dơ nè. Nhưng mà hơi chút xíu rửa, ta cho rửa tay sao kệ. Úi giấc. Mất công dơ. Mất công không cho chơi bắn đàn bồn. Cái gì cũng không cho hết. Thấy vậy. Phải không? Do quá. Cái gì cũng thấy không do nhỏ hết trơn. Đâu ở đó được hả? Được. Tại vì cổ này cổ post office mà từ 4 8 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi chiều thôi, sau đó là ta nghỉ giờ làm việc mình có thể đậu được. Thank you.
tối mình định đậu rồi ha. Nhìn giống vậy. Đi đâu hết rồi? À, ở trong cho cái là taxi vậy. Mẹ có dơ định vô mũi vàng không? Không. Kem ở đây có bán kem kìa. Kìa, tụi nó trong kia kìa anh Trí. Mấy đứa nhỏ trong tiệm đó đó. Em tụi em ngồi đây đợi. Vô trọng nó đi, ở trọng đông người quá, không ai mang mát hết. Kệ cho chơi luôn. Cái thấy nó buồn quá, cái gì cũng cho chứ. Đang chờ nó gì nè. Ông đang làm cái gì vậy ta? Cái gì mà xe nó lại với cái tiếng khó nó hú liền á. Không có bị gì đâu, cái ok. Bị không bị. Nó nói là tới 4 giờ chiều rồi thôi. Sau đó tối cho người ta đậu để bỏ uổng. Ôi, trọng không ai mang mát hết à, đông quá. Anh mang mát thôi thì vô. Này trong tiệm ice cream ra, ai cũng cầm ice cream ăn hết trơn. Đang đi biển. What do you have? Rồi đi tiếp đi. Còn con gì á, sao nữa kìa. Đó em đi thăm mình cả. Đi đâu? Thẳng ở bên kia là biển. Let's go. Đi theo gì nè? She look at me like I'm crazy because I hold a phone up like this. Có bấm không? Có bấm record chưa? Ừ ha. Chưa. Thôi. Thôi ăn đi. Ờ, cầm dép lên đi. Cầm lên đi con không sao. Cầm lên. Để đây không? Nè, để đây nè. Ờ, để đây đi. Kìa, để cho qua bên với ba bên đây nè. Cũng được nè. Đi con, đứng lên. Rõ ràng, mình đi gặp cơ thôi. Đi vòng vòng ra đây chơi con. Tháo dài dép ra đi anh đi. Để dễ đi. Con để dép đằng kia kìa. Dép con để đâu đó. Wow, xe này đẹp quá đẹp. Xe này mịn à.
coi em lên sóng rồi. Em lên sóng rồi. Wow, mặt trời lặn này đẹp chưa? Ai vậy? Tự giới thiệu mình đi. Đây là Thể, người ưa quay YouTube. Ôi, đi con. Đây là Huey. Trời ơi. Nãy giờ Dương Hai nãy giờ còn lận đận ở ngoài không biết làm gì ở ngoài kìa. Lo sắp dép là bị mất dép. Lận đận. Ôi đây là cái xe bự. Dạ. Giờ này là giờ bà con đang chụp hình nha. Nhìn nè, đây nè, nhìn nè, thấy không? Thấy chụp hình nhìn có tâm ghê chưa? Wow, có một cái hình thôi đó nha quý vị. Một cái hình thôi đó nha. Mà ba người chụp hình. Chụp cho mặt trời ngay chính giữa giùm ha. Kìa kìa, chụp mặt trời ngay chính giữa vậy kìa. Ồ, ok. Em đang bây giờ là đang chuẩn bị lên tàu về. Chụp hình xong rồi. Bây giờ mình đi tàu về để kẻo tối. Tàu không có đèn nha, cho nên tối phải đi về sớm. Nếu chơi nữa thì sẽ không có thấy đường về. Thấy không, cái này là cái chiếc tàu của mình đi nè, đâu có đèn đâu. Ủa, mấy cái kia đâu rồi? Đi đâu đâu? Hả? Đi đâu lại hả? Ai? Đi xe hả? Đi. Ừ. Ok. Oh yeah, we forgot about. Em đi nữa. Anh đi với lại Mẫn Đạt đi chung. Đi ra xe về. Oh my god, the sea is wet. Oui. Yeah, oh the sea is wet. Oh my god. Oh my god. Oh we're my gonna god. Die. Oh my god. Mình xếp hai cái này lại giùm ta, ta cầm nó mượn ta cầm này về giùm nó, tội nghiệp. Cô lấy Lego của con về giùm. Để phải nó không ạ. Nó cầm. Sit next to Huey. Go. Mặc áo, cầm áo phao à. Ok. Thấy chưa? Bây giờ mình đi về nè. Đi buổi tối nè nha. Rồi khách khách hàng đã lên tàu. Có mẹ nào áo phao vô. Đi qua chị Hạnh em đi. Qua mẹ mặc áo phao vô, mặc áo phao vô. Đây là cô bé nhăn nhăn mặt. Không thấy mẹ luôn. Quên kiệt đi. Quên kiệt là lên đi lên. Andy đi xe. Andy đi xe à? Dạ. Dạ. Dạ Andy. Thì đi ra ta cứ theo theo đám này xong à, trước thì em phải chắc cứ đi xe thành ra phải gọi cho mấy ông kia biết là để có mà con đi kiếm bác. Sao? Đến lúc ra tới đây thì chợt nhớ là ờ quên đó hả? Đi xe chứ không phải đi tàu. À. Đi theo ông đám mà không có. Bác đã gọi rồi hả? Chưa, chưa. Ủa chưa hả? Chưa. Vậy gọi giùm trai gọi anh Trí đi. Gọi trời nãy giờ tưởng nói là đã gọi rồi. Có gọi anh Trí. Chị Hai gọi, Hai đang lấy phone ra gọi. Rồi để hai người kia đang đợi. Từ lúc ra tới cái nhà hàng này mới thấy bác đi chạy lên tàu luôn rồi nha. Mà có Andy nó đi đấy không? Có Andy. Andy với lại Mẫn Đạt đi chung. Mấy người đó nói nhìn thấy bác đi theo cái đám này cho nên mấy người đó tự hiểu rồi. À. Thông minh. Ê, tới lúc bước vào tới trong này mới chợt nhớ. Nè bây giờ mình đang lên đường về. Nè buổi tối nè nhìn đẹp chưa? Cảnh đẹp của buổi tối riêng. Có trăng nữa kìa. Tối mà đây nó câu đông là chắc chào cả. Đây
Ok vậy nha. Và bữa lần sau quay lại tiếp. That's it. Bữa nay đi chơi vậy thôi. That's it for today. Nhảy lên quấn cái hình trước các bạn, trước đẩy ra, con phải quấn mới khỏi cần phải đẩy ra. Rồi bác Hạnh giỏi quá, cảm ơn bác Hạnh, bác cảm ơn assistant. Về tới rồi đi xó. Bác Hạnh, you always do this. Why? Cầm này cho ông. Cầm hình này cho ông. Buông này. Cuốn lòng lòng thôi chứ đừng không có cuốn chặt nhé. Thank you. Ôi trời ơi, bước là không được. You only have me for the bag. No, come on. Thôi đi thôi, mình vô nhà nha. Đây là nhà ở trước đó, là nhà mà giờ mình đang đi vô. Vậy là xong. Bây giờ là xong bữa tối hôm nay nha. Bye bye cả nhà, ngày mai gặp lại. Mà
mình đang đi bộ ngoài biển nè. Giờ là 9 giờ rồi, có trăng lên. Nè nè, nó xếp hàng, tụi nó xếp hàng đi kìa. Nhìn giống như đi hành quân vậy á. Tèn tèn tèn. Đi đầu là Úc Thi, sau đó là Hiếu Ì, sau đó là Đen Nhiều, sau đó là bé Hạnh Linh, Tá Xít, Đi En. Ủa, đằng sau có một người rất là chậm. Hai vô đâu vậy? Dịch đẹp. Chị Hai Vô. Đi ngoài sau đây. Rồi trên kia là trời có, là trời trăng nha. Còn ngoài bên kia là bờ biển, đẹp lắm. Đây là buổi tối nha quý vị. Đẹp chưa? Ok, vậy thôi. Ok. Bye bye. Có gì mình gặp lại sau nha. Hôm nay thêm một ngày nữa nhà mình tắm biển nha. Hôm nay là chỉ tắm biển thôi. Không có. Nước hôm nay đã chưa cạn mà. Nước mát thì mát luôn. Ai đang cho bơi, cho bơi. Không có bơi được đi đâu á. Bơi nhanh, bơi nhanh, bơi, 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 hai tay bơi. Ôi trời, bơi giỏi quá. Bạn đang chơi với ba. Chơi vui lắm. Bắn đặt bơi cho mắt coi coi. Bơi cho mắt coi đi. Thôi con không đạt biết bơi làm sao. Trời. Cả. Bơi cho mắt coi. Bơi đi. Bơi đập đập chân á. Đây là hai nàng tiên cá. Thôi không. Đang fixing stuff. Còn kia là một anh chàng cá đang bơi bên kia. Mà bữa nay không có đồ che mặt, cho nên được thấy rõ anh ấy. Bữa nay không có rắn. Da rắn. Hôm nay đem ra phơi cho nó đều. Nghe không, tắm biển mang dép luôn. Mới nhớ lấy ra. Ngầu chưa? Ngày thứ tư rồi mới nhớ ra. Mới mùa à? Mới nhà đem đi á. Gần giờ mới nhớ mang. Nhìn đẹp quá nha. Ok thôi, không quay câu này nữa. Quay câu này chập chủng làm cái gì nè. Ai cũng ngâm ngâm vậy thôi. Em nhỏ, Mẫn Đạt nè ba. Mẫn ngồi dưới nước luôn nè. Mẫn ngồi dưới nước quay phim Mẫn Đạt nè. Được. Nè nè. Oh no. Ước camera. Where's your friend, Nathan? He's right here. Oh. Lại không lại play với anh Daniel. Với thằng nào? Daniel thích chơi thôi không? Anh Daniel lớn rồi. Anh Daniel thích play thôi không? No. Thôi giờ mình cất thôi đi, mình bơi chung mấy người đó được không? Dạ. Hả? Dạ mình. Ờ để lên đem lên để lên tàu đi. Chơi chung người đó đi ba cầm. Không, nó đâu có sợ gì đâu. Yeah. Ok, no more. Đi đi qua qua bển chơi coi. Đi qua bển đi.
Bơi ra xa. I'm swimming. Oh no, swim. Big shark swim. Big shark take a small shark. Con ngoại có đằng sau không? Nó ngồi không hả? Quy nó ngồi không? Đây là cái tiệm bất kỳ đang trên đường từ Florida về. Trời ơi đông dã man luôn, giống như là hội chợ vậy. Mấy người kia thất lạc. Chỗ này là cái chỗ đổ xăng thôi mà nó đông dã man. Không biết mấy người kia đi đâu mất rồi. Mấy cái chỗ cây xăng gì đâu mà dài từ dài tới cái đầu này. Đây có một người, đây cái tiệm này nè. Where is everybody? Đông dã man luôn. Quá đông xếp hàng thôi, có chỗ trả tiền khỏi ấy cashier mình tự trả. Mà ở đâu rồi? Em đi tìm không thấy mấy người đó đâu á. Đâu mấy người đâu? Oh, right here. I follow them. Hồi nãy coi mà không biết có ngon không, cho nên không dám mua. Nó để là phay phay mịt. World phay mịt. Cái này hả? Biết chưa? Nghe bên kia kìa. Nó để là world phay. Đi qua bển coi, em dẫn anh đi coi. Bên xe để lá thì bao qua đây, đây là cái xe con đến này của chị ba hả? Dạ.
không? Ba kia đi. Nhớ để đâu? Vợ đi shop rồi.